Dạ vâng, Biển Xanh xin kính chào quý anh chị và các bạn cùng các nhà đầu tư cá nhân. Lời đầu tiên thì Biển Xanh xin kính chúc quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Hôm nay thì Biển Xanh xin tiếp tục chia sẻ, giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một sản phẩm ký gửi mới. Đó là một sản phẩm đất dân quý anh chị nhé. Tọa lạc tại ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách Sài Gòn chỉ 5 km thôi quý anh chị. Đứng ở đây là mình nhìn thấy bên kia chính là con đường tỉnh lộ 9, đường nhựa tỉnh lộ 9 đó quý anh chị nhé. Đứng ở đây là nhìn thấy xe cộ của đường tỉnh lộ 9 đi. Hôm nay thì Biển Xanh xin dẫn quý anh chị và các bạn đi tham quan một lô đất. Lô đất hôm nay Biển Xanh giới thiệu là cái con đường này mình chạy thẳng, nhưng mà phía trước con đường này là do đang làm nhà, người ta đang chở vật liệu xây dựng, người ta làm nhà nên con đường nó hơi bị dơ. Cho nên Biển Xanh sẽ đi vòng ra phía đằng sau để quay cho quý anh chị thấy nhé. Khu vực này người ta xây nhà vi bằng rất là nhiều đó quý anh chị. Khu vực này thì người ta đang xây nhà bán vi bằng rất là nhiều, do không đủ diện tích đó quý anh chị, cho nên là xây bán công chứng vi bằng. Cái lô đất này là tính ra là hai mặt tiền luôn đó quý anh chị. Nhưng mà con đường phía trước do người ta chở vật liệu xây dựng nên nó hư hỏng, nó đang bị lầy nên Biển Xanh đi vô không được. Biển Xanh đi vòng ra phía đằng sau để quay cho quý anh chị mình thấy cái sản phẩm ký gửi ngày hôm nay. Đây. Khu vực này dân cư ở vô cùng là đông đúc đó quý anh chị. Người ta đang xây vi bằng bán rất là nhiều. Cái này là Biển Xanh đi vòng phía sau đó quý anh chị nhé. Còn thực chất cái đường của lô đất này là nó ở phía trước, nhưng con đường đó do người ta xây nhà chở vật liệu xây dựng qua con đường này quá nhiều cho nên nó đã bị hư hỏng, lầy lội, cho nên là Biển Xanh không bước được về phía trước mà đi vòng ra phía sau. Đây chính là lô đất quý anh chị. Diện tích là ngang 4.5, dài 25, đất thổ cư 100%, pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng. Và giá của lô này là 1.050.000.000, bao sang tên công chứng quý anh chị nhé. Phía trước nó chính là con đường đi ở phía trước chạy thông luôn đó quý anh chị. Còn phía sau là những cái nhà dãy vi bằng này người ta mở ra, cho nên người ta có mở thêm một con đường đây. Người ta có mở thêm một con đường đi vô, bởi vì người ta đang xây nhà để bán vi bằng. Sau này tính ra cái lô đất này của mình là hai mặt tiền luôn đó quý anh chị. Mình đi ké cái đường phía sau này luôn cũng là một cửa hậu. Còn đường của mình chính là ở phía trước. Cái giá của lô này khá là rẻ đó quý anh chị nhé. 4.5 x 25, 1.050.000.000 là bao sang tên công chứng cho mình. Từ cái vị trí của lô đất này đi ra tới mặt tiền đường tỉnh lộ 9 rất là gần. Chưa đến 100m là tới rồi đó quý anh chị. Rất là gần luôn. Khu vực này dân cư ở đã vô cùng là đông đúc rồi. Người ta đang xây nhà rất là nhiều nữa. Người ta ở đây là xây nhà bán vi bằng do mà không đủ diện tích đó quý anh chị. Cái lô đất này là 4.5 x 25 quý anh chị nhé. Đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng. Giá cũng khá là mềm, 1.050.000.000 là bao sang tên công chứng cho mình. Tọa lạc tại ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách Sài Gòn 5 km thôi quý anh chị. Và cách mặt tiền đường tỉnh lộ 9 chỉ có 100m. Đất gò cao ráo, xây dựng tự do. Khu vực dân cư ở vô cùng là đông đúc. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhanh tay nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. 1.050.000.000 là mình sở hữu ngay một lô đất có diện tích 4.5 x 25, đất thổ cư 100% rồi, đã được xây bờ gạch rất là đẹp rồi. Khu vực dân cư ở vô cùng là đông đúc sầm uất đó quý anh chị nhé. Cách mặt tiền đường tỉnh lộ 9 chỉ có 100m thôi. Xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là một cái vùng trọng điểm kinh tế kết nối giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Chính vì thế mà ở khu vực này đang phát triển vô cùng là mạnh mẽ đó quý anh chị. Đây, con đường này cũng là đường thông luôn đó quý anh chị nhé. Còn con đường trước lô đất cũng là đường thông luôn. Khu vực này đang xây dựng vô cùng là rầm rộ, xây dựng vô cùng là nhiều đó quý anh chị.
Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhanh tay nhấc máy lên, kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh số điện thoại quen thuộc 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Mình đang có nhu cầu mua để đầu tư sinh lời, mua để an cư lập nghiệp hoặc là mua để dành cho con cháu sau này. Quý anh chị mình xem được video này của Biển Xanh thì chỉ cần nhấc máy lên, kết bạn Zalo, nhắn tin hoặc là gọi cho Biển Xanh 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị mình 24/24 nhé. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video của Biển Xanh. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất nhé. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin được phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video lần sau nhé.